Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong lý thuyết bài 12 chương 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống toán 9 tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Em quan sát bài 4.8. Giải tam giác ABC vuông tại A có BC bằng A, AC bằng B và AB bằng C trong các trường hợp góc làm tròn đến độ, độ dài cạnh làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. À, như vậy thì ở đây đề bài yêu cầu là giải tam giác ABC vuông tại A. Tức là chúng ta sẽ đi tìm ba cạnh. Và ba góc. Đấy, giải tam giác tức là chúng ta sẽ đi tìm ba cạnh và ba góc. Thế thì đề bài cho cái nào rồi á thì chúng ta sẽ đi tìm những cái chưa cho, đúng không? Tìm những cái còn lại. Ok. Vậy thì hình vẽ ở đây thực hiện câu A trước. Rồi. Cho tam giác ABC vuông tại A, như vậy thì A BC vuông tại A. Rồi. Chúng ta có được A thì nó chính là cạnh BC, và A bằng 21, trong trường hợp này là BC bằng 21. Tiếp tục, B là sẽ bằng AC, là bằng 18, chỗ này là 18. Đó. Thế bây giờ ta sẽ dùng gì các em? Muốn tìm AB á, chỗ này ta sẽ đảo vị trí chút xíu đi ha. AC ở đây, đây là 18 này, và đây là B. Đó, thầy nói lại. Trong trường hợp câu A, với A nhỏ bằng 21, mà A nhỏ chính bằng BC, nên BC sẽ bằng 21. B nhỏ bằng 18, AC bằng B nhỏ, tức là AC bằng 18. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm AB, và tam giác này là tam giác vuông. Thế chúng ta dùng cái gì để tìm AB nè? Pythagore, đúng không nào? Đó, như vậy thì thầy xét tam giác ABC vuông tại A có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, như vậy sẽ là BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương, chỗ này là Pythagore. Ok, rồi mình thay số đo vào, BC tức là bằng gì? 21 mũ 2. AB chưa biết, ta ghi lại. AC 18 mũ 2. Rồi, như vậy thì muốn tìm AB, suy ra AB mũ 2 bằng 21 mũ 2 trừ 18 mũ 2. Đúng không? Số hạn này, số hạn tổng, muốn tìm số hạn chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạn đã biết. Rồi, như vậy xuống đây, AB mũ 2 sẽ bằng 21 mũ 2 trừ 18 mũ 2 bằng 117. Đó, như vậy thì sẽ là AB tương tự, suy ra AB sẽ bằng căn bậc 2 của 117 và căn bậc 2 117, 3 căn 13. Nhưng mà người ta yêu cầu là làm tròn đến hàng đơn vị này. Như vậy ta SD ra đi. Ở đây sẽ là 10,8. Như vậy thì ta sắp xỉ là 11. Như vậy chỗ này là sắp xỉ 11. Tại vì chúng ta làm tròn mà, không có đơn vị. Rồi, như vậy ta tìm được cạnh AB, tức là gì? Tìm đủ ba cạnh rồi. Bây giờ đến chúng ta đi tìm ba góc, đúng không? Mà góc A có rồi, ta chỉ cần tìm góc B và góc C thôi. Bên này chắc thầy xóa cái từ suy ra trên này đi, xuống dưới này suy ra thôi ha. Đó. Thế bây giờ gì? Ta dùng định nghĩa của tỷ số lượng giác. Ta tìm góc B. Bằng cách nào? Sin bằng đối trên huyền này, đúng chưa? Như vậy thì theo định nghĩa
Tỷ số lượng giác ta có sin của góc C sẽ bằng đối là AC. À, sin góc B chứ, sorry. Sin góc B này sẽ bằng đối là AC trên huyền là BC. Đúng không? Cạnh này sẽ là cạnh đối này, cạnh này sẽ là cạnh huyền và cạnh này là cạnh cạnh kề. Đấy. Thay số đo vào. AC đề bài cho 18. BC là 21. Rồi. 18 phần 21 rút gọn về là 6 phần 7. Rồi, tích sin của B bằng 6 phần 7. Thế thì chúng ta sẽ gì? Xếp sin, đúng không nào? Suy ra góc B sẽ bằng, cho này chắc là sắp xỉ thôi. Xếp sin của 6 phần 7. Các em chỉ cần bấm ANS là xong rồi. Nhưng mà thầy ghi trong này cho rõ ràng cho các em nhìn thấy thôi. Đây nè, sin B bằng 6 phần 7 này. Như vậy chúng ta muốn tìm góc B á, thì chúng ta sẽ bấm shift sin bằng. Rồi các em bấm độ. Ở đây người ta yêu cầu là làm tròn đến độ. Như vậy thì ở đây sẽ là 59 phút. Thì chúng ta làm tròn lên sẽ là gì? Cộng vào một đơn vị 58 độ. Sắp xỉ 58 độ 59 phút. Nên ta sẽ sắp xỉ là 59 độ. Ok. Rồi, có được góc B, ta tìm được góc C thôi. Tại vì tam giác này là tam giác vuông nên góc B cộng góc C bằng 90 độ. Tiếp tục mà góc B cộng góc C bằng 90 độ do tam giác ABC vuông tại A. Mà góc B là bằng 59 độ đúng không? Cộng cho góc C bằng 90 độ. Từ đây ta có được góc C sẽ bằng 90 độ trừ cho 59 độ. Thì kết quả sẽ bằng 31 độ. Rồi, chúng ta tìm được cái nào thì chúng ta kết luận cái đó thôi. Vậy AB bằng bao nhiêu? 11. AB bằng 11. Góc B sắp xỉ 59 độ. Và tương tự góc C sẽ bằng 31 độ. Ok ha. Rồi như vậy thì ta xong câu A. Tương tự như vậy ta làm y chang cho câu B và câu C. Rồi thầy xóa bảng câu A ha. Rồi câu B. Tương tự tam giác ABC vuông tại A. À, ta có B bằng 10, như vậy thì AC của mình bằng 10 nè. Đúng chưa? B bằng 10 tức là AC bằng 10. Rồi góc C bằng 30 độ. Vậy góc này là bằng 30 độ. Đó. Như vậy thì rõ ràng bây giờ chúng ta đi tìm góc B trước. Có góc C ta tìm góc B, cái nào dễ thì làm trước ha. Như vậy thì xét tam giác ABC vuông tại A có góc B cộng góc C bằng 90 độ. Rồi, góc B thầy ghi lại cộng cho góc C tức là cộng 30 bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra được góc B sẽ bằng 90 độ trừ 30 độ và bằng 60 độ. Ok, ta giải quyết được góc B. À, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cạnh AB và đi tìm cạnh BC. Vậy thì khi mà đề bài cho một góc và cho một cạnh trong tam giác vuông thì chúng ta sẽ áp dụng tỷ số lượng giác theo định nghĩa tỷ số lượng giác
Ta có. Rồi, bây giờ mình bám vào góc C này. Đối với cạnh đối với lại của góc C á, thì có phải là cạnh AB đúng chưa? Cạnh này là sẽ là cạnh Huyền và cạnh này là cạnh K. Vậy thì sin bằng đối trên Huyền, đối chưa có, Huyền chưa có, không thể áp dụng sin. Ta phải áp dụng cái nào mà nó có liên quan tới cạnh K. Như vậy thì có thể áp dụng cos đúng chưa? Cos bằng K trên Huyền. Có K rồi, góc có rồi, đi tìm Huyền được. Ok ha. Đấy, nên là các em phải bám vào cái cạnh nào mà nó có, đúng chưa? Cos đi học mà. À, xin đi học, cos không hư, sorry ha. Cos không hư. Như vậy thì chỗ này sẽ là gì? Cos của góc C thì sẽ bằng bằng gì? K, tức là AC trên Huyền là BC. Rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm BC thì mình suy ra BC sẽ bằng. Các em chỉ cần đảo vị trí cho nhau là xong. BC các em đưa lên đây, cos C các em đưa xuống đây. Như vậy sẽ là AC trên cho cos C. Mà AC bằng 10. Cos C sẽ là cos của 30. 30 độ. Rồi. Mười phần cốt 30 độ. Nhớ là để chế độ này là độ nha các em. Bằng 20 căn 3 phần 3. Rồi, bây giờ ta sẽ làm tròn về hàng đơn vị. 11,54 thì làm tròn sẽ là 12, đúng không? Sắp xỉ 12. Là ta ghi cái này trước. 20 căn 3 phần 3. 20 căn 3 phần 3. Và ta sắp xỉ về đơn vị sẽ là 12. Ok ha. Rồi. Có Huyền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng gì? Sin cũng được, đúng không? Đấy. Còn nếu như không á, thì các em cứ áp dụng cho thầy một cái để liên quan tới kề luôn đi và đối. Đó là gì? Tan, đúng chưa? Tan của góc C sẽ bằng đối là AB trên kề là AC. Đúng không? Tan góc C, đối là AB, kề là AC. Tan đoàn kết. Rồi. Vậy thì tìm AC thì tìm AB thì ta suy ra AB sẽ bằng, nếu như tìm trên á thì các em sẽ lấy hai cái dưới này các em nhân với nhau, như vậy sẽ bằng AC nhân cho tan C, mà AC là bằng 10, tan C là tan của 30 độ. 10 nhân tan 30 độ bằng 10 căn 3 phần 3. Rồi, sắp xỉ ha. Tại vì đề bài yêu cầu nha các em. Rồi, chỗ này thì sắp xỉ 5,7 thì sẽ là sắp xỉ là 6. Vậy, AB sắp xỉ là 6 nè. BC sắp xỉ 12, gần bằng 12. Và góc B sẽ bằng 60 độ. Đấy. Như vậy thì giải tam giác vuông, thầy nói lại là các em chỉ cần đi tìm các cạnh nào chưa biết và tìm các góc nào chưa biết. Đấy. Tìm hai cạnh còn lại này và tìm cái góc này là xong. Ok, tương tự như vậy thầy làm cho câu C ha. À, tương tự câu C ha. À, chúng ta có C là bằng 5. À. Ta có C bằng 5. C của mình thì sẽ bằng AB. Rồi. Đây ha, C là AB. B bằng 3, B là AC, B bằng 3.
Rồi, bây giờ ta cùng đi tìm gì? Cạnh BC còn lại này và tìm góc B, góc C. Tiếp tục, thầy cũng xét tam giác. ABC vuông tại A. Có. BC bình phương sẽ bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương. Tương tự, chỗ này là định lý Pythagore. Rồi, mình tìm BC thì mình ghi BC thôi. AB của mình là bằng 5 mũ 2 cộng AC là bằng 3 mũ 2. Như vậy, BC bình phương sẽ bằng 5 mũ 2 là 25, 25 mà cộng cho 9, đúng không nào? Đấy. 5 mũ 2 nè, cộng cho 3 mũ 2 là bằng 34. Như vậy thì suy ra BC sẽ bằng căn bậc 2 của 34. Và chỗ này chúng ta làm tròn lên hàng đơn vị. Cái câu C thì thầy giảng nhanh nha, vì câu A, câu B là thầy giảng quá chậm rồi. Chỗ này sẽ là gì? Xấp xỉ 6. Tìm xong cạnh BC, bây giờ chúng ta sẽ tìm góc B và góc C. Vậy thì theo định nghĩa tỷ số lượng giác, ta có bây giờ mình dùng cái nào cũng được hết các em, tại vì chúng ta có ba cạnh rồi ha. Này, vậy thì chỗ này, cạnh này của chúng ta bây giờ ta đã tìm bằng 6 rồi, ok chưa? Nhưng mà gì, thầy khuyên các em á, là nên tìm hai cái cạnh mà đề bài đã cho ấy. Rồi đề bài cho là chắc chắn nhất. Lỡ ta làm ra cái này mà bài sai á, mà ta tìm phụ thuộc vào cái này á, thì ta sẽ bị sai. Chính vì vậy nên là gì, cứ tìm cái số của đề bài, tức là số 5 và số 3, ok không? Vậy sử dụng cái gì? Tan, đúng không nào? Tan, tan của góc B chẳng hạn thì sẽ bằng, rồi xét góc B. Như vậy cạnh này sẽ là cạnh đối, cạnh này sẽ là cạnh kề và cạnh này là cạnh huyền, được ha? Vậy thì tan của góc B sẽ bằng đối là AC trên kề là AB. AC là bằng 3, AB là bằng 5. Rồi, suy ra góc B xấp xỉ tan B bằng 3 phần 5. Như vậy thì thầy sẽ xếp tan của 3 phần 5. Cứ bao giờ tìm góc các em cũng xếp nha các em. Bằng. Rồi, các em bấm độ. Thì nó sẽ ra 30 độ 57 phút. Làm tròn thì sẽ là 31 độ. Đấy. Rồi, mà góc B cộng góc C bằng 90 độ. Tương tự do tam giác ABC vuông tại A. Đó, thay số đo vào thôi, 31 độ cộng cho góc C bằng 90 độ. Vậy góc C sẽ bằng 90 độ trừ 31 độ. Và chỗ này tương tự sẽ bằng gì? 59 độ. Ok ha. Tìm xong ta kết luận. Vậy góc B bằng 31 độ. Cái này là xấp xỉ ha. Rồi, góc C bằng 59 độ và BC bằng 6, xấp xỉ bằng 6. Thật ra góc C này nó cũng xấp xỉ 59 đó các em, nhưng mà chúng ta thay vào trực tiếp để chúng ta đi tìm ra, chính vì vậy nên chúng ta ghi bằng ha. Rồi, nhớ là khi mà các em xác định đối kề huyền bằng bút chì rồi thì các em xóa đi. Ok, như vậy thì ta xong bài 4.8. Tiếp tục, mình đến với bài 4.9. Rồi, các em quan sát bài 4.9. Tính góc nghiêng alpha của thùng xe chở rác trong hình 4.22 và làm tròn đến độ.
Rồi, đây là hình 4.22. Như vậy cái góc nghiêng alpha đây. Tam giác này là tam giác vuông ngay chỗ này nè các em. Rồi, như vậy thì việc đầu tiên các em xác định cho thầy cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền cái ha. Vậy thì ta có được cạnh ở bên dưới này chính là cạnh huyền. Đúng chưa? Tại vì nó đối diện với lại góc vuông. Rồi, chúng ta đang xét góc alpha thì cạnh đối sẽ chính là bên này. Đây là đối. Còn cạnh bên này sẽ là cạnh cạnh kề. Ok ha. Vậy thì theo hình 4.22 ta có. Bây giờ mình muốn tìm cái góc alpha này á thì mình phải bám vào độ dài mà người ta cho. Vậy thì người ta cho mình cạnh kề là bằng 4, người ta cho mình cạnh huyền là bằng 5. Vậy thì cái gì có kề và huyền? Có phải là cốt, đúng không? Đấy, như vậy thì chỗ này ta sẽ sử dụng đó là gì? Cốt của alpha sẽ bằng gì? Kề, đó là 4, trên cho huyền là 5. Đúng không? Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra gì? Suy ra alpha sắp xỉ. Ta làm như bình thường thôi, ta làm như cái bài khi nãy ta đi tính thôi. Vậy cos alpha là bằng 4/5. Như vậy thì chúng ta ship cos 4/5 bằng, bấm độ. Như vậy chỗ này sẽ là gì? 36 độ 52 phút. Thì chúng ta sẽ làm tròn 37 độ. Và chúng ta kết luận. Vậy vậy gì? Góc nghiêng alpha của thùng xe chở rác. Vậy góc nghiêng alpha trong của thùng xe chở rác trong hình 4.22 là khoảng 37 độ. Đấy. Ok. Tiếp tục mình đến bài 4.10. Rồi các em quan sát bài 4.10. Tìm góc nghiêng alpha và chiều rộng AB. Của mái nhà kho trong hình 4.23, góc làm tròn đến độ, độ dài làm tròn đến decimet. Lưu ý ha, decimet. Nhưng đề bài lại cho là mét nè, để lát mình để ý ha. Ok, thế thì chúng ta có được gì các em? Hình này rõ ràng là hình chữ nhật rồi, đúng không? Vậy thì cái cạnh này cũng là 15 luôn. Đấy, và chỗ này là vuông rồi, nên kéo theo cái tam giác chỗ này cũng vuông, đúng không nào? Đấy, chỗ này vuông này, nên kéo theo cái tam giác này cũng vuông. Ok, như vậy thì bây giờ ta có được cạnh này rồi, đúng không? Muốn tìm góc alpha nè, vậy thì ta xác định cạnh nào là cạnh đối. Cạnh bên này là đối, cạnh này là kề, đúng chưa? Và cạnh trên này sẽ là gì? Là huyền, đúng không? Cái tam giác nhỏ này nè, các em lưu ý tam giác nhỏ nè, ngay chỗ đoạn này nè sẽ là cạnh đối nè các em, nó là 0.9 m, nhìn thấy rõ không? Rồi đoạn này sẽ là gì? Cạnh kề 15 m. Và cái AB này chính là cạnh huyền. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cái góc nghiêng alpha trước đi, tương tự như cái bài 4.9 thôi. Như vậy thì theo hình 4.23 ta có. Mình có cạnh đối và mình có cạnh kề thì thầy sẽ sử dụng đó là tan, đúng chưa? Vậy thì tan alpha đối là 0.9 trên cho kề là 15.
0,9 trên 115 bằng 3/50. Còn không thì các em để im như vậy cũng được. Rồi suy ra alpha. Đây cái góc nghiêng alpha này, người ta đánh cái mũi tên vào đây nha các em, lưu ý ha, góc nhỏ nhỏ xíu chỗ này nè. Đấy. Vậy thì góc nghiêng alpha của chúng ta sẽ sắp xảy bao nhiêu độ? Chúng ta tính tan thì mình sẽ ship tan. Ship tan của bao nhiêu? 3/50. Ba. Độ. Vậy thì sẽ là 3 độ 26 phút. 26 phút thì nó sẽ nhỏ hơn 30, chính vì vậy nên là ta bỏ hẳn luôn nha, ta không cộng nha các em. Đấy, như vậy thì chỗ này là sắp xỉ 3 độ thôi. Sắp xỉ 3 độ. À, bây giờ muốn tìm cạnh huyền, tức là muốn tìm AB, thì mình dùng trong cái tam giác này đi. Cái AB bình phương thì sẽ bằng 0,9 bình phương cộng cho 15 bình phương, được không nào? Ok. À, chỗ này là ý thứ nhất nè. Ý thứ hai chúng ta đi tìm cạnh, đó là ta có AB bình phương thì sẽ bằng 0,9 bình phương cộng cho 15 bình phương. À, tại vì mình đang sử dụng nó là gì, theo hình 4.23 nên chắc chắn chỗ này là vuông rồi các em, được ha. Đấy, chỗ này là định lý Pythagore. Rồi. Vậy thì mình sẽ có được 0,9 mũ 2 cộng 15 mũ 2 bằng 225,81. Như vậy AB mũ 2 sẽ bằng 225,81. Rồi suy ra AB sẽ bằng, chỗ này chắc là sắp xỉ rồi, căn mặt 2 của 225,81 là 15, chỗ này thầy cho là 15,03 đi ha, sắp xỉ 15,03. Rồi, nhưng mà đây là 15,03 mét. Còn đề bài yêu cầu đó là làm tròn, à, độ dài làm tròn đến decimet. Như vậy thì chỗ này chúng ta nhân với lại 100. Đúng chưa? Từ mét ta đổi sang decimet, 15,03 nhân cho 100 thì thực ra nó bằng 1503 đơn vị, đó là gì? Decimet. Ok. Rồi, vậy chúng ta kết luận góc nghiêng alpha khoảng 3 độ. Tại vì chỗ này chúng ta dùng sắp xỉ các em, mà 3,26, 3 độ 26 phút á thì làm tròn là 3 độ đấy, như thầy nói. Và chiều rộng AB khoảng 1503 decimet. Ok, rồi chúng ta xong bài 4.10. Tiếp tục mình đến với bài 4.11. Bài 4.11 tính các góc của hình thoi có hai đường chéo là 2√3 và 2. Ở đây vậy thì thầy vẽ hình thoi trước ha. À, để vẽ cái hình thoi mà trong vở mà không có ô ly các em, thì các em cứ vẽ hai đường chéo trước,
hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, như nó lớp 8 các em đã học rồi. Rồi, ở đây ta có được nó là chẳng hạn thầy cho là A này, B, C, D. À, như vậy thì mặc định có hai đường chéo đúng không? Hai đường chéo thì thầy sẽ cho là đường chéo thứ nhất là AC thì sẽ bằng 2 căn 3. À, đường chéo thứ hai đó là ED thì nó sẽ bằng căn 3 bằng 2. Đấy, theo như là đề bài cho. Ok, đề bài yêu cầu là tìm các góc của hình thoi. Như vậy thì rõ ràng rồi, chúng ta sử dụng đó là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Giả sử thầy có Y, thế thì mình có được ID bằng IB và IA bằng với lại IC. À, ngoài ra đó là hai đường chéo này còn vuông góc với nhau. Đấy. À, vậy thì chúng ta có được gì? Đường chéo chia cái góc A này thành hai góc bằng nhau, hay nói một cách khác, AC là phân giác của góc A. Đấy. Đây là các em chỉ cần là gì? Bám vào cái tam giác, các em tính cho thầy cái góc A1 này. Rồi sau đó các em nhân 2 lên. Đúng không? Tại vì A1 bằng A2 mà. Như vậy thì các em tìm được góc A1, các em nhân 2 lên thì chính là góc A. À, mà góc A nó sẽ bằng với lại góc C, tính chất của hình thoi. Tương tự như vậy, bây giờ ta đi tìm cái góc D1. À, DB cũng là phân giác của góc D, chính vì vậy nên là gì? D1, nếu như mình tìm được thì góc D mình chỉ cần nhân 2 lên. Đúng không? Rồi. Và góc D bằng góc B thì tính chất của hình thoi, chính vì vậy nên ta tìm được bốn góc. Ok ha. À, việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ xét hình thoi và đưa ra các tính chất. À, xét hình thoi A, B, C, D có hai đường chéo đi ha, có hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại Y nên ta có được ý thứ nhất đó là gì? AC vuông góc với BD tại Y. À, mục đích ta nói như thế này để ta có được góc vuông, lát nữa chúng ta chứng minh trong tam giác vuông ha. Ý thứ hai, đó là chúng ta có được gì nữa nào? IA bằng IC, đúng không? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường mà, nên đoạn IA này sẽ bằng với lại đoạn IC. Và bằng gì? AC chia 2. Mà AC là bằng 2 căn 3 chia cho 2, nên là mỗi đoạn sẽ bằng căn 3. Đó. Tương tự như vậy, ID sẽ bằng với lại IB và bằng BD chia 2. Đấy, mà 2, BD là bằng 2. Đây, 2 chia 2 thì sẽ bằng 1. Ok ha. Chắc là mình sẽ ghi cái này vào luôn đi các. À, chỗ này giả sử AC bằng 2 căn 3 như đề bài cho và BD bằng 2. Đấy. Như vậy thì mình có được AC và có được BD để chúng ta giải luôn. Rồi. Như vậy thì chúng ta có được cái đoạn này bằng 1 này. Em lưu ý ha, cái đoạn này bằng 1 này. Đấy. Chúng ta có được cái này bằng căn 3. Rồi. Vậy thì bây giờ ta xét trong tam giác này. Xét tam giác AID vuông tại Y. À, mình có được cạnh này rồi là bằng 1, DI bằng 1. À, mình có được IA là bằng căn 3. Chúng ta đi tìm góc A1 dễ dàng bằng lượng giác, đúng không? Sử dụng gì? Tan của góc A1 bằng đối trên kề. Đấy. Là chúng ta tìm được góc A1. Có góc A1, chúng ta tìm được góc A. Đấy. Rồi. Bây giờ tiếp tục ta xét tam giác ADI vuông tại Y. À, lý giải vì AC vuông góc với
BD tại Y. À, theo định nghĩa tỷ số lượng giác, ta có thầy sử dụng tan. Tan của góc A1 sẽ bằng đối là DA trên kề là AA. Em hiểu không nào? Tan của góc A1 nè bằng đối là DA trên cho kề là AA. Rồi, DA chúng ta tìm được ở bên trên bằng 1. AA chúng ta cũng đã tìm được ở bên trên bằng căn 3. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần căn 3. Từ đây ta suy ra góc A1 sẽ bằng, chỗ này ta dùng tan thì mình sẽ gì? Xếp tan thôi. Xếp tan của 1 phần căn 3 bằng 30. Bấm độ thì sẽ ra là 30 độ. Rồi, có 30 độ thì rõ ràng chúng ta sẽ tìm được góc A, đúng không? Mà góc A nó sẽ bằng 2 lần góc A1, đúng chưa? Tại do AC là tia phân giác mà, vì nó là hình thoi. Đấy, từ đây ta có được 2 nhân 30 thì góc A sẽ bằng 60 độ. Này là vị, này mình lý giải này, do AC là tia phân giác của góc góc A, vị ABCD là hình thoi. À, lý giải hơi dài tí xíu nhưng mà nó lại đầy đủ các em. Nên không là người ta lại bắt bẻ ha. Rồi, thì di chuyển cái hình xuống đây cho các em dễ nhìn. Ok. Vậy thì bây giờ mình có được góc A, rồi gì nữa? Do đó, do góc C bằng với lại góc A và hai góc này đều bằng nhau, đều bằng 60 độ, đúng chưa? Do ABCD là hình thoi. Rồi, hình thoi thì gì? Hai góc đối bằng nhau. Chỗ này khi đó đi. Cho nó hay. Ok. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái góc D1, đúng không? Rồi. Ta lại có góc D1 cộng với lại góc A1 bằng 90 độ. D1 chưa biết, ghi lại A1 của chúng ta bằng 30 độ ha. Đó. Tại vì cái tam giác này là tam giác gì? Tam giác vuông. Chúng ta đã xét ở đây rồi nè. Đấy. Đó, ta xét, ta dùng ý thứ nhất là ta tính tan nè. Rồi, ý thứ hai này. Rồi, vậy thì bây giờ ta đi tính được cái góc D1 sẽ bằng 90 độ trừ cho 30 độ và bằng 60 độ, đúng chưa? Rồi, mà góc D tương tự nó sẽ bằng 2 lần D1, tức là 2 nhân 60 độ thì bằng 120 độ. Tương tự cũng do BD là tia phân giác của góc D, vì ABCD là hình thoi. À, khi đó góc B
nó cũng bằng với lại góc D. Góc B nó cũng bằng với góc D vì hai góc đối nhau nên là góc này cũng là 120 độ. Do ABCD là hình thoi. Ok, như vậy thì chúng ta đã tìm được bốn góc ở trong hình thoi, đó là góc A bằng góc C và bằng 60 độ, góc B bằng góc D bằng 120 độ. Được ha? Thì nói sơ lược là tí xíu nè. Đầu tiên đó là các em sẽ làm gì? Các em sẽ nói là hai đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và nó vuông góc với nhau. Để lát nữa chúng ta sử dụng tam giác AID vuông tại Y. Người ta cho đường chéo AC là bằng 2 căn 3 thì Y là trung điểm nên là AI bằng căn 3. Người ta cho đường chéo BD bằng 2 mà Y là trung điểm nên DA bằng 1. Rồi, xét tam giác AID sử dụng tan bằng đối là DA trên kề là AI. Từ đó ta tìm được cái góc A1. Mà AC là tia phân giác của góc A, chính vì vậy nên góc A sẽ bằng 2 lần góc A1, đúng không? Tại vì hai góc này bằng nhau mà. Đấy, góc này 30 thì góc này cũng là 30 thì cộng lại là 60 đấy. Rồi mà góc này bằng 30 này thì góc này sẽ bằng gì? 60, tại vì tam giác AID vuông tại Y, hai góc này cộng lại với nhau bằng 90 độ. Đúng chưa nào? Đấy, như vậy góc này sẽ là 60. Mà góc này 60 thì góc này cũng 60 do DB là phân giác nên là ta có được góc D của chúng ta sẽ là 120. Mà góc D sẽ bằng với lại góc B do nó là hình thoi, đúng không? Từ đó ta có được B bằng D bằng 120. Ok, như vậy ta tìm xong rồi, ta kết luận thôi. Vậy góc A bằng góc C và hai góc này cùng là 60 độ. Góc B bằng góc D và hai góc này cùng bằng 120 độ. Được ha? Ok, chúng ta xong bài 4.11. Tiếp tục mình đến với bài 4.12. Rồi, các em quan sát bài 4.12. Cho hình thang ABCD. A, B, C, D. Có AD song song với BC. AD song song với BC. BC, AD bằng 16. Rồi, BC bằng 4. Rồi, như vậy thì ở đây thầy vẽ tỷ lệ ha, AD bằng 16 này, nó sẽ dài hơn 4 là ok rồi. Tiếp tục, góc A bằng góc B và bằng góc ACD và bằng 90 độ. Đây các em, chỗ này ha. Như vậy chúng ta có được gì? Góc A bằng 90 độ này, rồi ký hiệu vuông này. Góc B cũng bằng 90 độ này, ký hiệu vuông này. Và cái góc ACD, đấy, ACD có nghĩa là gì? Các em chỉ cần vẽ cái đường chéo lên đây, sao cho nó vuông góc với lại CD là ok. Đấy, ta có được góc ACD bằng 90 độ. Rồi, kẻ đường cao CE của tam giác ACD. Đường cao, bây giờ thầy kẻ thêm. Rồi, đường cao của tam giác ACD. Đó chính là gì? CE. Mà đường cao thì chắc chắn rồi, cũng vuông góc em. Đấy. Chứng minh góc ADC, ADC là góc này bằng với góc ACE, ACE là góc này. Đấy, hai góc này bằng nhau. Đấy, các em chứng minh cái đó. Rồi, tính sin các góc ADC, ACE suy ra AC mũ 2 bằng AE nhân AD, từ đó tính AC. Bài này thì nó có nhiều yêu cầu nên chúng ta sẽ thực hiện từng yêu cầu một. Đó là đầu tiên thầy sẽ chứng minh góc ADC, ADC bằng với góc ACE. Ok ha. Rồi, như vậy thì có phải ta có được gì? Câu A nè, thầy vừa chứng minh vừa hướng dẫn đi ha. Xét tam giác ACD vuông tại C có, đúng không? A nè, CD vuông tại C, ta có được gì? Góc CAD, chỗ này thầy cho cái góc A1 đi cho các em dễ nhìn đi, được không nào? Rồi,
Như vậy thì ta có được cái góc A1 cộng cho góc D là bằng 90 độ. Đúng không? Vì tam giác này vuông tại C rồi mà. Đấy. Như vậy ta có góc A1 cộng cho góc D bằng 90 độ. Rồi, tương tự xét tam giác CEA vuông tại A. Lý do CE là đường cao của tam giác ACD. Có. À, vì CE là đường cao nên cái tam giác CEA là tam giác vuông. Mà tam giác vuông thì có phải là cái góc gì các em? Chỗ này tương tự, thầy cho đây là C1 đi. Như vậy có phải là góc C1 cộng cho góc A1 cũng bằng 90 độ, đúng không? Đấy, hay là A1 cộng cho C1 cũng bằng 90 độ. Chỗ này thầy cho là 1, chỗ này thầy cho là 2. Thế thì từ 1 và 2 suy ra A1 cộng D bằng 90 độ. Góc A1 cộng góc C1 bằng 90 độ. Vậy góc D này có bằng góc C1 không? Đấy, như vậy thì góc D sẽ bằng với lại gì? Góc C1. Đấy. Mà góc D bằng góc C1 đó chính là gì các em? Góc D đó chính là góc C, góc ADC, đúng không? Đấy, như vậy thì góc D của mình chính là góc ADC. Và góc C1 của mình đó chính là góc AC, ACE. Đó, điều phải chứng minh. À, thầy đã chứng minh xong được một ý. Ok không nào? Tiếp tục. Ý thứ hai, tính sinh của các góc. Tính sinh của các góc ADC. Như vậy thì sinh của nó sẽ bằng gì? ADC. Sinh của góc D thì mình phải xét trong tam giác CAD. Đúng không? Vậy thì sinh sẽ bằng đối. Đối là AC trên huyền là AD. Đó. Ý thứ hai chúng ta đi chứng minh. Vậy thì thầy sẽ xét tam giác ACD vuông tại C theo định nghĩa tỷ số lượng giác. Ta có được gì? Sin. Đề bài yêu cầu tính sin của góc ADC. ADC tức là góc D đấy các em. Đấy, sin của góc ADC thì sẽ bằng đối. Mình nhìn thẳng lên cái tam giác này nha các em. Nhìn thẳng lên cái tam giác này nè. Đấy. Đối sẽ chính là gì? AC trên huyền là AD. AC trên huyền là AD. Ok. Rồi, không có số đo thì mình để im vậy thôi. Tiếp tục, chúng ta đi tính gì? Sin của góc ACE. ACE, tức là chúng ta xét trong tam giác này lần nữa. Xét tam giác ACE vuông tại E theo định nghĩa tỷ số lượng giác. Ta có. Rồi, sin của góc ACE. Sin góc ACE tức là sin của góc C1 này nè. Nó sẽ bằng đối là AE. Đúng không? Trên cho huyền là
AC. Ok. Tiếp tục, suy ra AC bình phương bằng AE nhân cho AD. Rồi. Sin của góc ADC bằng AC trên AD. Sin của góc ACE bằng AE trên AC. Mà góc ADC bằng với lại góc ACE. Đây. Đấy. Và chỗ này thầy cho đây là 3 đi. Thầy cho đây là 4 và thầy cho đây là 5. Thế thì hai cái góc này bằng nhau. Kéo theo sin của hai góc này bằng nhau. Từ đó ta có được AC trên AD bằng AE nhân AC trên AC. Đúng không? Từ 3, 4, 5. Từ 3, 4, 5. Suy ra. Suy ra AC trên cho AD bằng AE trên cho AC. Đúng không nào? Hai góc này bằng nhau. Nên sin của góc này cũng chính là sin của góc này. Từ đó AC phần AD bằng AE phần AC. Rồi ta nhân chéo lên. Hay. AC nhân AC sẽ chính là AC mũ 2 bằng AE nhân AD. Rồi, đây chính là gì? Điều phải chứng minh của cái này. AE nhân AD. Từ đó ta đi tính AC. À, vậy thì bây giờ ta có được AC mũ 2 bằng AE nhân AD này. Thế thì bây giờ ta chỉ cần làm gì các em? Biết được AE, biết được AD, thay vào đây là tính được AC. AD đề bài cho rồi. AE của mình. BC đề bài cho bằng 4 rồi. Mà AE nó sẽ bằng gì các em? AE nó sẽ bằng với BC. Do A, B, C, E là hình chữ nhật. Đúng không? Đấy. Ở đây thì thầy sẽ làm nó dài đó các em. Tại vì thật ra là nếu như muốn làm ngắn gọn thì nó dễ thôi. Nhưng mà nó không có đầy đủ. Giải thích nó không có lập luận, nó không có chặt chẽ. Đấy. Nên là thầy sẽ làm rất là chi tiết. Nên là nó dài. Nhiều em bảo là thầy làm dài. Thật ra là thầy làm đầy đủ chứ đâu có dài đâu. Mà chẳng qua đó là làm ngắn gọn, các em đi làm ngắn gọn rồi nó bị thiếu cái này thiếu cái kia, nhiều lúc mình bị mặc định nên là mình bị thiếu đấy. Ok, rồi bây giờ muốn chứng minh BC bằng với lại AE thì thầy phải chứng minh cái tứ giác ABCE là hình chữ nhật. Như vậy thì xét tứ giác ABCE có được gì? Góc A này bằng với lại góc B này và bằng với lại góc góc E là cùng bằng 90 độ. Đúng không? Đấy. Này là giả thiết đề bài cho và CE là đường cao. Rồi, do đó AB CE là hình chữ nhật. Và từ đây thầy suy ra được cạnh AE sẽ bằng với lại BC và bằng 4 cm. Ok. Có AD bằng 16, có AE bằng 4 rồi, cạnh này bằng 4 nè. Như vậy thì mình chỉ cần thay vào đây là mình tìm ra được AC. Mà AC mũ 2 bằng AE nhân AD. AE chúng ta vừa tìm được bằng 4, AD là tìm được 16. 6 nhân 4 là 24. Chứ 4 nhớ 2, chỗ này là 64. Rồi, từ đây ta suy ra được AC sẽ bằng căn bậc 2 của 64. Đúng không? Là bằng 8, đơn vị là cm. Vậy AC bằng 8 cm. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong câu A. Câu A khá là dài các em. Đấy. Tại vì câu A là nếu như mà chứng minh á, thì đề bài yêu cầu chứng minh một ý này, tính sin của góc này là ý thứ hai, tính sin của góc này là ý thứ ba, chứng minh ra cái này là ý thứ tư, từ đó là tính được AC là ý thứ năm. Đấy. Rồi. Ok ha. Tiếp tục chúng ta đến với câu B. À, tính góc D của hình thang.
À, như vậy góc D của chúng ta thì chúng ta có cái này nè, sin của ADC sẽ bằng AC trên AD, mà AC ta tìm được 8 rồi, AD bằng 16 rồi, thay vào đây là tìm được ngay thôi. Câu B. Ta có sin của góc AD ADC bằng AC trên AD. Đây ha, mình chứng minh rồi nên là mình dùng nha các em. AC trên AD. Mà AC mình tìm được 8 rồi, AD là bằng 10, 14. À, AD là bằng 16. Là bằng 1/2. À, 1/2 thì ta suy ra. Suy ra cái góc ADC sẽ bằng 30 độ. Đây. Ở đây mình có sin của góc ADC bằng 1/2. Như vậy thì mình sẽ shift sin. Shift sin 1/2 bằng 30. Đấy. Vậy góc D của hình thang là nó chính là góc ADC đấy, mà bằng 30 độ. Ok ha. Rồi, như vậy thì ở bài này chỉ có câu A là dài thôi, chứ còn câu B thì chúng ta cũng đã làm xong từ câu A rồi. Được ha. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng, bài 4.13. Các em quan sát bài 4.13. À, một người đứng tại điểm A, cách gương phẳng nằm trên mặt đất tại điểm B là 1,2 mét. Đây. Đứng tại điểm A, gương phẳng là cái phần chỗ màu đỏ này nè các em. À, nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B ngọn cây của ngọn cây. Đây, ta nhìn thấy được cái điểm của ngọn cây. Cây mọc thẳng đứng có gốc tại điểm C cách B là 4,8, gốc tại điểm C cách B là 4,8. À, B nằm giữa A và C. Biết khoảng cách từ mặt đất đến người đó là 1,65. Như vậy thì có nghĩa là từ mặt đất này đến mắt của người này là 1,65. Tính chiều cao của cây, hình 4.24. Ok, như vậy thì khi mà người ta nói gì các em? À, rõ ràng đó là người ta nói là cây mọc thẳng đứng. Để mục đích đó là người ta cho mình vuông góc. Vuông góc ngay chỗ này. Đấy, rồi người cũng đứng vuông góc luôn các em. Đấy, như vậy thì chúng ta có được hai tam giác vuông. Rồi, vậy thì giả sử như bây giờ thầy gọi điểm này là điểm D. Đấy, và điểm chỗ này là điểm A. Đó. Thế thì thầy sẽ có được hai tam giác vuông, đó là tam giác DAB và tam giác ECB vuông. À, mà chúng ta có được hai cái góc này bằng nhau rồi, các em nhìn thấy ký hiệu này. Góc chỗ này bằng với góc chỗ này. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta tính được cái góc DBA bằng cách là chúng ta áp dụng trong cái tam giác nhỏ này. Sử dụng gì các em? À, DBA đối trên kề, đúng chưa? Thì tức là mình sẽ sử dụng tan. Rồi, tương tự như vậy, có được góc này, có được góc này rồi, có được cạnh này rồi thì chúng ta sẽ tính được chiều cao. Ok, các em vừa theo quan sát ha. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi D là điểm tại mắt của người đứng, là điểm tại mắt người đứng. A là điểm trên đầu ngọn cây. Như vậy thì ở đây là thầy dùng cái hình này luôn ha, còn các em vẽ lại để chúng ta có được cái tam giác. Rồi, bây giờ thầy đi xét tam giác. DAB vuông tại A. Theo định nghĩa tỷ số lượng giác ta có. Rồi, như vậy thì chúng ta dùng đó là gì? Tan của góc DBA. Tan của góc DBA
bằng đối chính là DA trên kề là AB. Mà DA đề bài cho là 1,65 m và AB đề bài cho là 1,2 đây ha. Đó, ok. Bây giờ chúng ta rút gọn đi. Mình có được 1,65 phần 1,2 bằng 11/8. Rồi, từ đây chúng ta suy ra góc DBA bằng, ở đây chúng ta có tan thì mình sẽ bấm gì? Shift tan đúng không? Shift tan của 11/8 bằng, rồi bấm độ. Rồi, thì chỗ này chúng ta sắp xỉ, mình làm tròn đi, làm tròn lên là 54 độ. Ok. Như vậy thì chúng ta có được cái góc ngay chỗ này là 54 độ này các em. Đấy, tại vì nó bằng với cái góc bên này mà. Ok ha. Rồi, như vậy thì bây giờ vì hai góc này bằng nhau. Vì góc DBA bằng với lại góc ABC. Rồi, nên là góc này cũng là sắp xỉ 54 độ luôn. Ok ha. Bây giờ chúng ta đi làm gì nữa nào? Xét tam giác ECB vuông tại C theo định nghĩa tỷ số lượng giác ta có. Tương tự, mình muốn tìm cái chiều cao của cây thì mình sẽ tìm cái đoạn EC. Đấy, như vậy thì EC là cạnh đối và BC là cạnh kề. Như vậy thì mình sẽ dùng công thức tan. Tan của góc ABC bằng đối là EC trên kề là BC. Rồi, tìm BC, tìm EC thì chúng ta suy ra. Suy ra EC sẽ bằng BC nhân cho tan của góc ABC. BC đề bài cho bằng 4,8, tan của góc này tức là tan của 54 độ. Đó. Như vậy thì mình có 4,8 nhân cho tan của 54 bằng 6,6. Như vậy EC sắp xỉ 6,6 và đơn vị đây là mét. Như vậy cây này cao 6,6 mét. Vậy chiều cao của cây là 6,6 mét. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài 4.13. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với các bài tập của luyện tập chung. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.